Thưa quý vị, việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang được dư luận rất quan tâm trong bối cảnh làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 đang lan rộng trong cộng đồng. Hôm nay, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tổ chức và thực hiện kỳ thi theo đúng quy định của luật giáo dục. Tại phiên họp, trước đề xuất hai phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình bày trước Thường trực Chính phủ chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rất quan tâm vấn đề này. Có vấn đề rất lớn mà xã hội rất quan tâm, đó là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học theo chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 8/10. Nhiều ý kiến quan tâm vấn đề này, tôi cũng đề nghị đồng chí Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo thêm của chính phủ về những nguyên nhân và cách làm để đảm bảo kỳ thi an toàn, tốt đẹp và đồng thời cũng để yên lòng dân trong vấn đề mà dừng thi hoặc là phải tiếp tục đảm bảo kỳ thi theo quy định. Trước yêu cầu của Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp đã đưa ra 3 đề xuất sau khi đã lấy ý kiến từ chính phủ và các địa phương. Đề xuất 1, những địa phương trong diện cách ly xã hội thì thi sau, các trường đại học có phương án tuyển sinh phù hợp. Đề xuất 2, tổ chức theo kế hoạch với những nơi có điều kiện và đề xuất với những địa phương chưa cách ly xã hội. Và các đồng chí chủ tịch phải biết được là địa phương mình chắc chắn đảm bảo được điều kiện an toàn trong điều kiện chống dịch bệnh thì mới tổ chức. Thế còn không thì chúng tôi sẽ tổ chức ở lần sau để đảm bảo cái an toàn. Là cũng có ý kiến cho rằng là lùi. Bây giờ tình hình dịch bệnh như thế này mà lùi thì không biết lùi đến bao giờ. Mà chúng tôi cũng nói thật với Thủ tướng là chúng tôi mấy ngày nay cũng không ngủ được. Lãnh đạo các địa phương, hôm qua Thủ tướng cũng đang nghe, rất quyết tâm cao. Các sở sáng nay tôi già lại nhiều sở rất quyết tâm cao, sẵn sàng. Phần lớn học sinh nói rằng đã chuẩn bị sẵn rồi, cái tâm trạng là sẵn, bây giờ chỉ được thi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng quy định của luật giáo dục. Việc tổ chức kỳ thi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định. Yêu cầu tổ chức kỳ thi và giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức tốt, Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm về nội dung. Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Truyền thông tin đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên thời gian thi và các vấn đề có liên quan khác. Các đồng chí có phương án cụ thể. Thủ tướng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành giáo dục, thông tin và truyền thông phối hợp chặt chẽ để đưa ra xã hội những thông tin minh bạch về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp một cách chu đáo, khoa học để người dân yên tâm. Vâng, vào lúc này thì phóng viên Thanh Tâm của chúng tôi đang có mặt tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ sẽ thông tin tới quý vị những thông tin chi tiết về cuộc họp này. Xin mời phóng viên Thanh Tâm ạ. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Long. Thưa quý vị, phiên họp báo chính phủ tháng 7 vừa kết thúc và nhiều thông tin quan trọng được phóng viên đề cập đề nghị các thành viên chính phủ làm rõ. Đầu tiên phải nhắc tới những thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19. Nói về phương án dập dịch giai đoạn hiện nay thì theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, quan điểm chung là khoanh dập dịch các vùng liên quan. Đám lửa to thì khoanh to, đám lửa nhỏ thì khoanh nhỏ để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Và đây cũng là tinh thần được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc liên tục đề cập tại các cuộc họp. Liên quan đến tình hình người nhập cảnh trái phép thì theo ông Tô Ân Sô, Tránh Văn phòng Bộ Công an, hiện 27 trên 63 địa phương trên cả nước đã có tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Còn việc hàng chục, hàng trăm người nhập cảnh vào Việt Nam mà một số báo chí nêu thì đó là bà con ta đi làm việc ở nước láng giềng và trở lại. Trước thực trạng trên thì Bộ Công an cũng đề nghị cần phân biệt rõ các trường hợp trên để có chính sách biện pháp phù hợp. Nhận được câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc khởi tố 3 bị can có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật liên quan đến vụ án Nhật Cường và diễn biến vụ việc thì Tránh Văn phòng Bộ Công an cho biết thêm thì đây là một việc nghiêm trọng phức tạp trong diện điều tra của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương. Tuy nhiên thì ông Tôn Sô chỉ cho biết thêm một thông tin, đó là vụ án sẽ cố gắng kết thúc điều tra trong quý 3 năm 2020. Và thưa quý vị, thì liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông thời điểm hiện nay thì đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là đã chuẩn bị xong cho cuộc thi quan trọng này. Vấn đề đặc cách thì Bộ Giáo dục cho biết là đang nghiên cứu tính toán với các giải pháp phù hợp hơn. Và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho biết là sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu đề ra như Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu, đó là đảm bảo trung thực, nghiêm túc, an toàn, tuyệt đối, không để xảy ra lây nhiễm trong nhà trường, học sinh và giáo viên. Xin được trở lại trường quay với anh Hoàng Long. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thanh Tâm. Chiều nay mùng 3 tháng 8, quân khu 5 sẽ dùng xe đặc chủng phun thuốc khử khuẩn phòng dịch COVID-19 trên toàn địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Xuất phát điểm đầu từ hướng phường An Hải Đông, An Hải Tây cho đến điểm cuối là phường Thọ Quang.
xe đặc chủng của quân khu 5 đã phun khử khuẩn tất cả các tuyến đường lớn nhỏ thuộc quận Sơn Trà. Riêng với các hộ có người nhiễm COVID-19 và các hộ thuộc diện F1 sẽ được phun khử khuẩn trong nhà. Ngoài ra thì các phường thuộc quận Sơn Trà cũng đang rất tích cực trong tuyên truyền vận động người dân chấp hành giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, các tổ công tác COVID-19 thuộc các phường quận mới được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ra quân ngăn chặn người dân ra đường với lý do không cần thiết. Trước đó, quân khu 5 đã thực hiện việc phun thuốc khử khuẩn tại các bệnh viện, một số tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, sau khi ghi nhận 34 ca mắc COVID-19 mới và có các trường hợp tử vong, tỉnh Quảng Nam đã tăng tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và người về từ thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Quảng Nam xác định công việc ưu tiên số 1 lúc này là khẩn trương khoanh vùng nhà ở, khu dân cư có người mắc bệnh, phát thông báo đề nghị những người dân có tiếp xúc với bệnh nhân đến khai báo y tế. Sau khi sàng lọc, xét nghiệm F1 dương tính thì tiếp tục sàng lọc F2 cách ly, tuyên truyền cho bà con thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Đến nay, Quảng Nam đã tiến hành truy vết hơn 1.500 người tiếp xúc gần, đưa đi cách ly tập trung. Quảng Nam cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp F2 bị dương tính với virus SARS-CoV-2. Điều đáng lo ngại là nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển hết sức phức tạp, trong đó có người từng dự đám cưới, đám tang, đi đến nhiều nơi đông người, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao. Đơn cử như ổ dịch tại khu dân cư Lưu Minh, khu phố 5 thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, có đến 7 người trong cùng một gia đình mắc COVID-19. Trung tâm Y tế Dự phòng nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ cho biết, đến nay những trường hợp hành khách đi cùng xe với bệnh nhân 566 đã có kết quả âm tính lần 1. Theo đó, Hà Tĩnh có 9 người, Nghệ An 3 người, Thanh Hóa 7 người đi cùng bệnh nhân số 566 trên xe khách của nhà xe Hùng Đức chạy tuyến Quảng Ngãi Vân Đồn đều có kết quả âm tính lần 1. Tại Nghệ An đã tìm thấy tài xế của nhà xe Kim Chi chạy tuyến Đà Nẵng Hà Nam chở bệnh nhân 620. Qua xét nghiệm của tài xế này cho ra kết quả âm tính lần 1. Theo tài xế của nhà xe này, có hành khách đi cùng bệnh nhân 620 từ Đà Nẵng ra Hà Nam có về Nghệ An nhưng không rõ là bao nhiêu người. Chính vì vậy, CDC Nghệ An khuyến cáo hành khách đi trên xe khách của nhà xe Kim Chi biển kiểm soát 43B-03126 xuất phát từ Đà Nẵng trưa 27 tháng 7 và về đến Phủ Lý Hà Nam lúc 7 giờ 30 phút sáng 28 tháng 7, liên hệ ngay với các trung tâm y tế gần nhất. Trong cuộc họp chiều nay tại Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm những người F1, tức là tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 bằng cách đảm bảo cách ly trong vòng 24 giờ, tránh lây lan sang cộng đồng. Theo đó, có gần 24.000 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó hơn 5.500 mẫu có kết quả âm tính, 6 kết quả dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả. Đồng thời, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, 6 ca dương tính được phát hiện đi từ Đà Nẵng về thành phố, đa phần trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 dương tính. Từ đó, Trung tâm HCDC khẳng định các quận huyện cần ưu tiên những người đi từ Đà Nẵng về thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn này và những người F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân tại các khu vực đang được phong tỏa ở thành phố, mục đích phát hiện trong vòng 24 giờ nếu có dương tính, tránh lây lan sang cộng đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ sở y tế quận huyện, hiện nay số người có kết quả xét nghiệm rất ít, gây khó khăn cho các đơn vị tiếp nhận người dân đến xét nghiệm. Thưa quý vị, đến thời điểm này, Hà Nội chưa có thêm người mắc COVID-19 và vẫn giữ ở con số 2 người nhiễm. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan trong cộng đồng là rất lớn. Do vậy, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quán triệt các giải pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan, đặc biệt là khi bệnh nhân 620 là người Hà Nam có đi xe tại bến xe nước ngầm. Tính đến 14 giờ ngày hôm nay, Hà Nội đã tiến hành xét nghiệm nhanh được gần 71.000 trường hợp, ghi nhận 12 trường hợp có kết quả dương tính. Tuy nhiên, khi xét nghiệm lại bằng kỹ thuật PCR đều có kết quả âm tính. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thông tin, Hà Nội hiện đã hết bộ kit test nhanh, nên hiện còn khoảng 18.000 người chưa được lấy mẫu. Tuy nhiên, nếu những người đi từ vùng dịch trở về với những địa điểm được Bộ Y tế khuyến cáo, có chứng nhận đi qua đây thì sẽ được ưu tiên lấy mẫu. Còn lại, chủ động cách ly tại nhà, theo dõi y tế, báo cáo cơ sở y tế khi có biểu hiện về đường hô hấp để lấy mẫu xét nghiệm. Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhận định, do nhiều người nhiễm bệnh trên thế giới không có biểu hiện phát bệnh nên phải đến ngày 12 tháng 8, Hà Nội mới có thể bước qua giai đoạn cao điểm.
Bên cạnh đó, thông tin cần chú ý là ngày 12 tháng 7, bệnh nhân 63 tuổi ở Hoàng Hoa Thám có xuống sân bay Nội Bài khi rất đông đúc, do vậy phải rà soát được những người tiếp xúc gần. Do virus đã biến đổi gen, khả năng lây lan nhanh nên Chủ tịch Hà Nội yêu